Chào các bạn nhé. Em xin hướng dẫn các bạn cách claim Arop nhận được 10 đồng token Saki Lewok nhé. Đồng token về đồng và con cá mập nhé. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10 triệu, đã có 395 tài khoản holder, đã phát sinh 913 nền giao dịch. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim Arop.net và truy cập website để nhận phần thưởng tại video này. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai ví dụ chọn kênh youtube của mình, bước một và sẽ chắc chắn chắc luôn bạn có thể sử dụng copy đơn chắc này như đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút rồi đắt được các bạn thêm địa chỉ tất cả vào ví giúp mình hiệu Saki số phân tập phân 18 này. Và các bạn quay trở lại website claim.net, tìm tới bước hai truy cập vào link rút gọn này để tập cần nhé. Các bạn click vào đây nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi và đăng ký chương trình Arop sẽ tiếp tục vào bài như thế này. Còn nếu các bạn có điều kiện mua sau khi nó lít sản được sau khi từ đơn đơn bao gấp tơ đây hoặc là lít sản và password vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thì các bạn click vào đây nhé, yêu cầu Saki. Đây là cái lối quý nhất các bạn đặt tiếp theo của cái lối này. Chính ra là 0.00661 kia này các bạn nhấp xác nhận với mình. Rồi, để hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10 đồng tập cần Saki nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video sẽ được kết thúc tại đây.